thử với chiếc cần thẳng này, dây 100m, bình 50 lít, động cơ TU26. Muốn mua máy thì liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình. Bên này là máy, bên này là khung không. Khi nhà bạn đã có cái động cơ cắt cỏ với bộ bình bơm của nó rồi, chỉ cần bộ khung thôi. Để liên hệ với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.